Bạn có thấy kẹo của nhà giàu sướng không? Kẹo của nhà giàu rất thơm, rất ngon, rất dai. Đúng là kẹo nhà giàu có khác. Oh my god. Đúng, nhà mình cũng bị cha bá luôn rồi. Đó, nhà giàu. Con làm gì đó? Mẹ con đang ăn kẹo. Đang ăn kẹo hả? Dạ. Kẹo gì đó? Kẹo dẻo. Ồ, ngon quá. Thế ở nhà ăn kẹo rồi coi nhà nhá. Dạ. Nhớ là không được cho người lạ vào nhà nhá. Bố đi công chuyện rồi tí nữa bố về, nhớ chưa? Dạ. Rồi, ăn đi nhá. Kẹo ngon lắm. Mua đâu đó? Con mới đi mua. Nhớ coi nhà với nhá, không cho người lạ vô nhà đâu á. Bố đi đây. Bye bye. Kẹo nhà giàu á, xuống. Bên kia có một cậu bé đang ở nhà một bên kia. Bố nó vừa đi ra ngoài rồi. Bây giờ á, qua đó mình đột nhập vào bắt con cậu bé này. Cô chào con trai. Con trai ở nhà một mình hả? Dạ, con chào cô. Con ở nhà một mình. Cô là bạn cũ của mẹ. Con có nhận ra cô không? Dạ, con không biết cô là ai á. À, chắc là lâu rồi cô không thấy, là con quên cô mất rồi đó. Cô là bạn làm cùng công ty với bố con á. Bây giờ con mời cửa cho cô vào nhà nhá. Dạ, con không biết cô là ai hết. Ba con dặn là không được mở cửa cho người lạ vô nhà. Nhưng mà cô đâu phải người lạ con. Cô là bạn của bố con mà. Bố con đi vắng thì con mở cửa cho cô vào ngồi chờ một chút nhé. Dạ rồi. Không, thôi cho cô vào đi. À cô có mang quà cho con nè. Cô có nhiều kẹo mút đủ màu sắc luôn đó con. Đây, kẹo mút này đặc biệt ngon tuyệt vời luôn á. Đủ các hương vị luôn. Con cho cô vào xong rồi cô cho con kẹo mút nhé. Ngọt lắm. Dạ không cô ơi. Bố con dặn là không được nhận đồ của người lạ. Thôi cô đi đi. Thế con không lấy kẹo đúng không? Hay là con cho cô vào xong rồi cô cho con tiền tiêu vặt nhé. Oh, tiền mua đồ chơi với bánh kẹo luôn được không? Thôi cô đi đi. Thôi cho cô vào nhà đi, cô cho con nhiều tiền nè. Cô này kỳ cục ghê á. À chắc cô này người xấu rồi, giờ phải làm sao ta? À mình sẽ gọi cho công an mới được. Chú công an ơi, giúp tôi với. Có chi gì vậy cô bé? Chú công an ơi, có một người phụ nữ lạ mặt muốn vô nhà tôi. Người lạ hả? Đừng có mở cửa cho người lạ vào nhà nhá. Dạ. Tôi không mở cửa đâu, chú cảnh sát ơi. Mở cửa cho cô đi coi. Đừng có mở cửa, để tôi đến liền. Mở cửa cho cô đi coi. Cô đi đi. Lên mở cửa cho cô đi vào đi con trai. Cô đi đi, công an đến bây giờ đó. Hả? Con nói giỡn hay nói thiệt với cô vậy con? Công an đâu? Ôi, công an đến thiệt là mình chùa thôi. Thế công an làm sao? Anh đâu đấy? Đuổi được, lên bắt cóc đi rồi. Sao bé chờ quá. Đúng không? Không được mở cửa trong mà lại được. Vào nhà. Ơn anh cảnh sát đã tuổi được tên bắt cóc cho tôi. Các bạn thấy đấy, ở nhà một mình thật nguy hiểm. Các bạn không nên mở cửa cho người lạ vô nhà nha các bạn. Tôi cảm ơn anh cảnh sát đã tuổi tên bắt cóc cho tôi. Chào tạm biệt anh cảnh sát.